Xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy gieo hạt 12 mỏ Kawa VN. Mẫu mới nhất hiện nay về nó phân phối và bán cực kỳ chạy trên thị trường hiện nay. Tính năng ưu việt đó là mỏ inox và nó có thể kéo lùi được. Đây là một chiếc máy hoàn chỉnh bọn em lắp rồi. Cái 12 mỏ cố định và nó có thể điều chỉnh được xuống được các mỏ, ví dụ là 7, 6 hoặc là 5 mỏ để ra các khoảng cách xa hơn, thưa hơn, để phù hợp với tất cả các loại cây trồng của chúng ta. Và phía đằng sau máy kia nó sẽ có quả lô màu đen để khi chúng ta đẩy hạt thì cái quả lô đó có chức năng là lấp đất để giúp chúng ta khá là nhiều, giảm các sức lao động cũng như chi phí nhân công chúng ta trồng một hecta ngô là hecta đậu. Thì hiện nay cái mỏ inox này bởi vì sao? Bởi vì nó bền bỉ với cả cái chất lượng của chiếc mỏ này, quý vị biết rồi, inox nó không bảo hàn gì rồi, để chúng ta thoải mái làm việc. Hơn thế nữa thì dưới cái mỏ inox đó là có một cái lớp ốp bảo vệ mỏ, đấy, có màu cam cam này, ốp bảo vệ đây, ốp bảo vệ cái đỏ sau ở dưới nữa nên nó sẽ là khá là ok. Đi kèm với cái máy này thì nó sẽ gồm rất nhiều các bộ chia hàng cũng như bộ chia khoảng cách. Đây là bộ túi chia khoảng cách và khi kết hợp với nó thì nó sẽ giải được rất nhiều các khoảng cách 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 40, 50, 60, tùy thuộc vào chúng ta muốn trồng khoảng cách nào mà bên em có thể điều chỉnh khoảng cách của quý vị. Nó gồm 7 bộ chia hạt nữa để phù hợp với các hạt, ví dụ hạt nhỏ, hạt đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, bắp, thóc, lúa đều ok cho quý vị nhé. Thì cái dòng này bán cực kỳ chạy ở các tỉnh Gia Lai cũng như trong Đồng Nai, Tây Ninh. Quý vị mua hàng thì cứ alo cho bên em thì bên em sẽ gửi hàng cho quý vị và lắp ráp các khoảng cách mà quý vị mong muốn. Thì hiện nay cái giá cả của chiếc máy gieo hạt này nó chỉ có là 2.500.000 đồng thôi. Quý vị mua máy bên em thì cứ alo cho bên em sẽ tư vấn và đặt hàng cho quý vị, gửi về cho quý vị tận nhà luôn. Khi về nhà quý vị chỉ việc kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Chiếc máy cực kỳ đẹp, bền vững. Đối với cái dòng này thì quý vị hơn các dòng cũ là kéo lùi sẽ không ra hạt quý vị nhé, không thể ra hạt được, chỉ có đẩy tiến ra hạt thôi. Thì mọi thông tin đặt hàng quý vị alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.